Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến phần thời lượng của chuyện chung chuyện riêng. Có lẽ câu chuyện ngày hôm nay là một trong những câu chuyện mà tôi tin là hiếm hoi thì chủ đề này chúng tôi mới được làm trong chương trình. Bởi vì có lẽ nó là một cái chủ đề mà cũng rất ít khi xảy ra. Trước nay thì đa số sẽ nói về theo những cái xu hướng của cuộc sống như về giá xăng, về đời sống nhân sinh, về giá cả, hoặc là cùng lắm thì nếu mà nói về câu chuyện giáo dục chúng tôi sẽ nói về các kỳ tuyển sinh hoặc những vấn đề cha mẹ lo làm sao cho con em mình học tốt hơn. Nhưng sau đây sẽ là một cái câu chuyện mà có nên hay là không việc bỏ ban đại diện của cha mẹ học sinh, một trong những điều mà Hồng Quyên nghĩ là nó là nhỏ nhặt của việc đi học và cũng là điều mà nhà trường ít phải quan tâm, cha mẹ ít phải quan tâm và học sinh cũng càng không cần phải lưu ý tới. Nhưng gần đây thì có một cái sự việc nó xảy ra, đó là vào hôm ngày 10 tháng 10, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về một buổi họp phụ huynh tại lớp 3.10 của trường tiểu học An Hội, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đoạn clip thì một phụ nữ được xác định được coi là phó ban đại diện phụ huynh của lớp này đứng ra trình bày, nhưng mà thực chất là chất vấn các phụ huynh còn lại với thái độ và lời lẽ vô cùng phản cảm, xúc phạm phụ huynh. Khi không chỉ điểm mặt gọi tên những phụ huynh khó khăn, vì đại diện này còn tuyên bố phụ huynh nào mà khó khăn thì đừng có theo chung cái lớp này. Đáng nói là buổi họp còn có chứng kiến của hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Dạ, vui lòng anh chị nói lớn giúp giùm em cái ạ. Dạ. Trường hợp ví dụ như hoàn cảnh khó khăn nhất trong lớp mình là gồm có em chỉ nhớ mặt em. Thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi những trích đoạn từ phần clip mà chúng tôi cũng đã ghi lại từ trên mạng xã hội. Khi đăng tải trong một số ngày gần đây thì đã nhận về được rất nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. Rõ ràng là chúng ta biết rằng việc thành lập một ban cho phụ huynh hay là một người đại diện cho ban phụ huynh thì là một trong những cái hoạt động vốn có, cũng đã có từ rất là lâu, với những mục đích tốt đẹp, cũng là vì con em học sinh của chúng ta. Tuy nhiên, qua thời gian thì hoạt động và tiếng nói của ban đại diện ban phụ huynh tại rất là nhiều trường học thì có thể nói là đang dần bị thu hẹp hơn, hoặc là đã đi chệch ra ngoài với những mục đích ban đầu của nhà trường và cả của các em học sinh nữa. Thường thì vào mỗi một đầu năm học thì tại các cuộc họp phụ huynh, các ban thì sẽ đại diện chủ yếu làm nhiệm vụ có thể là thông báo hay là thảo luận về các khoản thu chi trong nhà trường, hay là vận động hoặc là huy động các khoản thu phí. Và cũng về việc trao đổi một số những cái câu chuyện bức xúc của ban phụ huynh đại diện của cha mẹ học sinh, có những khán giả đã lên tiếng rằng trong buổi họp phụ huynh đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu 3 phụ huynh là thành viên ban đại diện của cha mẹ học sinh. Việc lựa chọn là hoàn toàn do sự sắp đặt của giáo viên trong nhà trường. Thậm chí có những người đã đưa ra câu nói rằng chúng tôi không được tiến cử ban đại diện cha mẹ học sinh theo như quy định. Trong buổi họp phụ huynh, họ đưa ra các khoản đóng mà chúng tôi không rõ căn cứ nào để định ra. Dù băn khoăn, thế nhưng tâm lý chung, không ai dám thắc mắc, vì trong một tập thể, nếu như đưa ra ý kiến thì con sẽ bị chú ý hoặc là trù dập. Hoặc là cũng như một khán giả là chị Linh, ngay ngày đầu con trai học lớp 6 đến trường, chị Nguyễn Thị Hằng đã được mời tham gia một nhóm Zalo phụ huynh của lớp với 3 người được chỉ định sẵn trong ban đại diện của cha mẹ học sinh. Và trong nhóm đó thì mọi người thảo luận rất sôi nổi về những khoản tiền mà phụ huynh sẽ phải nộp đầu năm, như là tiền lắp điều hòa hay tiền sửa chữa hay là thay rèm cửa, tiền điện, tiền máy chiếu, vân vân và vân vân. Hầu hết các phụ huynh đều đồng ý với các khoản tiền mà ban đại diện cha mẹ học sinh định thu, mặc dù là ai cũng than phiền, số tiền khá lớn so với thu nhập của họ. Bên cạnh đó, một số khoản chi phí không thực sự cần thiết trong quá trình học tập của con, một số khoản khác thì lại không thuộc danh mục được Bộ và Sở Giáo dục cho phép thu của các cha mẹ học sinh. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng đã nhận được từ chính những khán giả, quý bậc phụ huynh đã trao đổi thẳng thắn thông qua những cái đoạn clip như vậy từ mạng xã hội. Và chúng ta thấy rằng là không chỉ có những bậc phụ huynh bức xúc mà còn rất nhiều người khác nữa, khi mà với những cái câu chuyện về các ban đại diện của các hội phụ huynh của các trường, từ trước đến nay như chị Quyên còn nói thì có thể là một cái hoạt động nào đó chỉ thường mọi người ban đại diện phụ huynh học sinh sẽ thường gặp nhau vào đầu năm hoặc là giữa kỳ học hoặc là cuối năm học để quán triệt tinh thần hay là để thống nhất về các khoản thu phí cho các hoạt động của các con ở trước, trong và cuối kỳ học thôi, chứ không có quá là nhiều những cái gọi là mối liên kết với nhau thật nhiều. Ngày nay thì khi mà mạng xã hội phát triển hơn thì chúng ta có thể liên kết nhau qua mạng xã hội online như là các hội nhóm Zalo chẳng hạn. Thế nhưng mà có lẽ chính vì cái sự gọi là ít gặp nhau đó nên có thể các phụ huynh sẽ không trao đổi nhiều với nhau về những cái mong muốn khi mà phụ huynh của
một gia đình có điều kiện hơn thì chắc chắn là họ sẽ có thể mong muốn là con của mình sẽ có được những cái điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho việc học của con họ. Thế nên cũng sẽ có những cái tâm lý rằng là nếu như các gia đình khác mà không ủng hộ cho cái việc là chúng ta luôn luôn có cái tâm lý rằng là muốn con có điều kiện hỗ trợ tốt như thế, thì chắc chắn sẽ xảy ra cái mâu thuẫn, và từ cái mâu thuẫn đó không đi đến cái đồng nhất được, thì chắc chắn trong ban phụ huynh sẽ có người này người kia, ý kiến này ý kiến kia, và khi mà không được đồng nhất thì chắc chắn sẽ khó có thể tránh khỏi những cái hình thức như là chúng ta vừa mới nhìn thấy trong đoạn clip, là không phải là một cái cuộc thống nhất mà là một cái cuộc chất vấn hay là chỉ trích, thậm chí là chê trách. Thực ra cái vấn đề á, cái mục đích thành lập ban cha mẹ phụ huynh học sinh này á, là để có thể đại diện tất cả những cái phụ huynh của lớp giải quyết những cái vấn đề về những cái khoản thu chi của lớp này, rồi những cái hoạt động như là Tết Trung Thu này, 20 tháng 10, rồi tất tần tật những cái hoạt động của lớp, thì sẽ có một cái ban đại diện của cha mẹ học sinh sẽ đứng ra để tổ chức và lo cho các em trên cơ sở là đã thảo luận chung với lại cả hội phụ huynh rồi. Vấn đề ở đây Phương thấy là sở dĩ mà ban cha mẹ học sinh mà bị chỉ trích giống như đoạn clip vừa rồi là bởi vì do không đứng trên cái nhu cầu chung của cả lớp đó. Thực ra không đúng trên ở trong lớp này thôi. Dạ vâng ạ, trong thực ra nói không đúng trên số đông, thì nếu như cả lớp đó đều là con nhà có điều kiện hết thì những nhà mà không có điều kiện thuộc về số ít thì lúc đó chúng ta theo số đông thì cũng lại là dở. Cho nên thực ra em thấy là ngay cả bản thân những người mà được bầu cử trong cái ban đại diện phụ huynh học sinh này á, họ cũng rất là nan giải, và hầu như lúc nào em đi họp phụ huynh cho con của mình á, đến cái phần mà bầu cử mà hội phụ huynh của lớp á, không ai là xung phong cả, ngoài trừ cô giáo viên phải chỉ định, tại vì lúc đó là không ai chịu làm hết, tại vì chỉ biết làm cái này rất là mất thời gian, phải đi họp này, rồi tất tần tật những cái thu chi của lớp này phải giao về một mối này. Nói chung là nếu những người nào á mà họ phải thực sự rảnh và thích làm cái này thì họ mới có thể làm được. Còn với những người phụ huynh khác thì thực ra ai cũng có công việc cả, cho nên vì vậy họ rất là ngại để tự mình tiến cử, tự mình ứng cử cái vị trí mà ban cha mẹ học sinh như thế này. Cho nên hầu như là cô giáo đều phải đứng ra để chỉ định. Và sau khi chỉ định rồi thì giống như em đi họp phụ huynh của con em đầu năm đi, sau khi chỉ định rồi thì em thấy là ban cha mẹ học sinh này làm việc cũng rất là vất vả để ra được những tất tần tật những cái khoản thu chi, và làm sao con số này nó phải phù hợp với lại số đông chung cơ. Tại vì thực ra đưa ra những cái con số mà nó thấp quá, em nói thật là cũng rất là tội các con. Bởi vì ở trong lớp á, nào là có những cái ngày lễ, ngày hội, nếu như mà mình tổ chức mà nó xuề xòa quá thì nhìn con mình tham gia vào trong những cái mà ngày hội, ngày lễ đó so với những cái bạn bè đồng trang lứa nó được không được bằng á, thì mình cũng cảm thấy nó áy náy, nó không được đúng cho lắm. Còn nếu như mà làm mà đầu tư quá, hoành tráng quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả kinh tế chung, chi phí chung luôn. Tại vì lúc đó chia ra thì có thể là đối với mỗi người con số 200-300 ngàn cho một cái hội như vậy nó không nhiều. Nhưng với những nhà mà lương chỉ có vài triệu đồng thôi chị Quyên, mà một tháng phải 1-2-3 cái lễ hội mà 200-300 như vậy thì con số nó lên đến tiền triệu rồi. Đấy, cho nên thực ra em thấy là làm ban đại diện cha mẹ học sinh thực sự là rất là khó, và cái khó đây là làm sao phải cân đối hài hòa được những cái khoản thu chi để làm sao mang lại cái lợi ích tốt nhất cho các con và không làm cho những cái người mà có hoàn cảnh kinh tế nó khó khăn. Tại vì những cái người mà có hoàn cảnh kinh tế tốt thì không nói rồi, nhưng mà những người mà có hoàn cảnh kinh tế, những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì cứ một khoản phát sinh là sẽ là một cái nỗi lo cơm áo gạo tiền cho họ. Thật sự thì cái điều đó thì Quyên cũng chỉ có trải nghiệm khi thời mình còn đi học thôi. Mình đi học từ cấp 1 lên tới cấp 2 và cấp 3 ở 3 môi trường khác nhau. Cấp 1 thì đa số là gần như lúc đó thời vào khoảng năm 1991 cho tới năm 1995-96, thời kỳ đó gần như là kinh tế ai cũng khó khăn cả, kéo đến dài cả năm 2000 cũng như thế. Quyên còn nhớ đi quà mừng 20 tháng 11, thầy cô là đi tặng cái gói bột ngọt á. Em đó, còn nhớ đi xà bông đó, đúng rồi, mấy cái chai, tức là những cái thứ nó rất cần thiết với cuộc sống. Thì mình mới biết là ngày đấy hội nhóm á, ngày đấy mình nhớ là cái hội phụ huynh nó ra đời bởi vì cuộc sống nghèo quá, làm gì mà có tiền, nên có với nhau chỉ là thêm cái ngày để cho các phụ huynh gặp nhau và các con có một ngày hội, có ai góp có cái gì góp cái đó. Nhưng cho tới bắt đầu cuộc sống phát triển lên khi cấp 2, mà đặc biệt lên tới cấp 3 nó thay đổi hoàn toàn khác. Lên cấp 3 thì Quyên học trường chuyên, và ở trường chuyên của Quyên thì đa số là các bạn ở tỉnh xa tới, các bạn nghèo dữ lắm. Mà mình nhớ trong cái ngày học phụ huynh đó,
cũng có một người trưởng nhóm, gọi là gia đình phụ huynh cũng cũng khá là có điều kiện, có điều kiện hơn thôi. Nhưng mà mình thấy chưa bao giờ nó thành vấn đề, cho tới khi ngày hôm nay mình biết được những cái này thì mình mới biết là có vấn đề. Là tại vì ngày đó các bậc phụ huynh đó họ họ làm việc họ vừa có lý họ vừa có tình. Khi họ làm một vấn đề, tổ chức một cái ngày họp, cái Quyên nhớ là họ biết là trong lớp, bởi vì các bạn đi học tưởng tượng ăn cơm với cà chua là khó khăn lắm, nên họ họ muốn tổ chức một cái gì là tự họ chi tiền luôn. Và họ họ hỏi là giống như là nhà em có cái tâm nguyện như vậy thì muốn mời mọi người cùng tham gia cùng cho các cháu nó vui, thì thôi thì ai có gì thì cứ cứ chung vui là được, miễn sao cho các bé được vô ngày đó chơi là được, còn lại không không có gọi như là không có kêu gọi mọi người đóng tiền, như là chỉ kêu là biết là họ thậm chí còn biết là các phụ huynh khác là quê ở đâu, ở nhà làm công việc gì. Và ví dụ biết họ làm nông thì nói chị anh chị á, em nghe nói là nhà làm nông có mình có cái giống lúa đó ngon, hay là cái ngày đó mình tổ chức là mình sẽ góp một ít gạo, hoặc là mình đi về cái nhà đó để thăm. Thì Quyên thấy thực ra là việc tổ chức một cái gì đó nó không bao giờ có cái xấu ở trong đó, chỉ trừ cái cách mà mình làm. Giống như Phương nói, thường là làm công việc này nó cực, như cái người phụ huynh mà có thể Quyên may mắn ở cái lớp cấp 3 họ họ thích với công việc đó đi, họ làm việc và họ mở ra, họ vừa muốn hoạt động tốt cho con nhưng họ biết rằng á đây là hoạt động teamwork. Khi mà họ sống mà họ gọi là để phước cho con, như kiểu là mình giúp đỡ những cái phụ huynh xung quanh nhà nào khó khăn, mình cùng là tạo sân chơi cho con, thì hãy tạo nó bằng tình cảm. Bởi vì quy cho cùng, lúc đó Quyên nhớ một câu là cô giáo chủ nhiệm nói là mong rằng hội phụ huynh của chúng ta luôn nhớ việc hội phụ huynh của chúng ta gặp nhau và họp mặt ở đây là để giúp cho con em của chúng ta học được tốt hơn, có thêm được nhiều đạo đức hơn. Vậy thì cho nên là cái đó là cái mục đích chính Quyên nghĩ là của cái hội này, chứ không phải là để làm ra xong rồi là cũng có mấy cái lớp kế bên á là thể hiện trời ơi, mấy lớp kế bên Quyên nhớ lớp chuyên Anh giàu muốn chết luôn. Họ làm hoành tráng rồi đi du lịch khắp nơi, nhưng mà ở cái lớp của Quyên là chỉ có mua trái cây, mua đồ rồi góp rồi ở trong lớp ăn thôi. Nên mình cũng nghĩ là thôi thì chung quy nó là do cái cách thực hiện, nhưng mà Quyên nghĩ là vừa có lý vừa có tình thì nó sẽ là phù hợp nhất. Em rất là đồng tình với cả quan điểm của chị Phương và cả chị Quyên. Vì nếu như chúng ta phải đặt ra một câu hỏi rằng là có hay không việc thành lập một ban đại diện của hội cha mẹ học sinh, thì em nghĩ rằng không thể nào mà chúng ta trả lời một câu trả lời là không nên thành lập được, đúng không ạ? Bởi vì chính hội phụ huynh, ban đại diện của hội phụ huynh những người phụ huynh nói riêng thì cũng sẽ là một cái cầu nối giữa cả gia đình, cả nhà trường và với cả các con em học sinh của chúng ta nữa. Bởi vì không phải là các con khi chỉ có học ở trên lớp là đã có thể có được toàn bộ tất cả những cái điều kiện tốt nhất về vật chất, về tinh thần hay là về mọi thứ để đảm bảo cho con có được một kỳ học thật tốt ở trường học. Cần thiết phải duy trì ban đại diện phụ huynh hay là không? Chúng ta hãy cùng nhau bàn luận nhiều hơn về việc này, cũng như là sẽ lắng nghe một vài ý kiến của các chuyên gia. Thực tế thì về trách nhiệm của và nhiệm vụ của ban đại diện ban cha mẹ học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào năm 2011 đã quy định rõ ràng về nhiệm vụ của ban đại diện. Cụ thể, có thể kiến nghị với hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và về những công tác quản lý hay giáo dục học sinh, quyết định chi tiêu hoặc là phục vụ cho các hoạt động của ban đại diện từ những nguồn ủng hộ hay tài trợ tự nguyện, hay việc phối hợp với hiệu trưởng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của ban đại diện, và có thể phối hợp với hiệu trưởng để hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật của chủ trương, chính sách về giáo dục với cha mẹ học sinh để nhằm nâng cao những trách nhiệm về việc chăm sóc bảo vệ giáo dục học sinh, hay phối hợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh, bồi dưỡng khuyến khích các học sinh giỏi, rồi giúp đỡ những học sinh yếu kém và giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cũng như vận động các học sinh bỏ học có thể trở lại với trường học. Đến với những ý kiến của các chuyên gia, theo như tiến sĩ Lê Minh Công, Phó trưởng khoa Công tác xã hội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ban đại diện là khá cần thiết trong thiết chế của nhà trường phổ thông. Việc có các ban đại diện này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kết nối giữa nhà trường mà đại diện là giáo viên, đặc biệt là người giáo viên chủ nhiệm, với cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em hay là học sinh. Việc kết nối này cực kỳ cần thiết để có thể giáo dục trẻ em và học sinh phát triển một cách lành mạnh, khỏe mạnh. Tuy vậy thì ban đại diện cần phải đi vào hoạt động thực chất để có thể đồng hành cùng với giáo dục trẻ, chứ không nên chỉ gắn bó với các công việc hành chính với nhà trường hoặc chỉ làm sao để lấy lòng nhà trường bằng những hỗ trợ tài chính và đồng thuận trong việc thu chi. Các hoạt động của ban đại diện cần đạt hiệu quả, cần phải có các hướng dẫn cụ thể để cho các anh chị ở ban đại diện này cần thiết phải có những quy định rõ và các thiết chế cụ thể. Và bên cạnh đó thì
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thái Thuận, giảng viên bộ môn luật của trường đại học tài chính marketing cũng đã có những cái nhận định như sau. Thứ nhất là nhà trường cần phải có hướng dẫn ban đại diện ở các lớp thực tế, họ hoạt động theo cảm nhận và sự hiểu biết của riêng họ. Vì thế rất nhiều ban đại diện không nắm rõ những quy định về cách thức hoạt động, quyền và nghĩa vụ, vai trò của ban đại diện trong việc góp phần vào hoạt động giáo dục học sinh của nhà trường. Vì vậy, để ban đại diện hoạt động đúng quy định hiệu quả, nhà trường cần phải phổ biến cách thức hoạt động của ban đại diện theo quy định hiện hành của ngành giáo dục. Mặt khác, về mặt pháp lý, chúng ta cũng cần xây dựng hoàn thiện rõ ràng về hoạt động, quyền và nghĩa vụ của ban đại diện cha mẹ học sinh, lớp, trường. Trong đó, cần quy định rõ ràng về những khoản không được thu, chi dưới danh nghĩa ban đại diện hoặc đối với những khoản thu có giá từ bao nhiêu phải thông qua sự kiểm soát của nhà trường. Và thưa quý vị, chúng ta đã vừa được lắng nghe qua một vài những ý kiến của các chuyên gia nói về việc hoạt động của các ban đại diện cha mẹ học sinh. Riêng cá nhân Khánh Phương thì Khánh Phương thấy thật ra ban đại diện học sinh bên cạnh những cái lùm xùm mà chúng ta đã vừa đề cập thì còn có rất là nhiều những cái mặt tích cực khác mà chính những cái người nằm trong ban đại diện hội cha mẹ học sinh này đã giúp cho các em học sinh và lẫn thầy cô có thể giao tiếp với nhau, rồi kiểu như đảm bảo cho mọi việc nó suôn sẻ hơn, hoặc như là cha mẹ học sinh có ý kiến gì thì chính những cái người trong ban đại diện học sinh này cũng là người đại diện để có thể góp ý với lại thầy cô này, với lại nhà trường để làm sao mang đến một cái không gian sinh hoạt thật là tốt cho các em và một cái môi trường học tập thật là tốt. Cho nên đứng trước câu hỏi mà có nên bỏ cái ban đại diện này không thì Phương nghĩ là không. Tại vì thực ra chúng ta chỉ nhìn vào một cái mặt tiêu cực mà chúng ta đánh giá toàn bộ và chúng ta kêu là vì cái thu chi không hợp lý mà bỏ luôn cái ban đại diện cha mẹ học sinh này thì Phương thấy là nó quá phiến diện. Cho nên cái cách ở đây là chúng ta nên xem xét lại những cái khoản thu chi như thế nào và có những cái quy định cụ thể. Và quy định ở đây thì phải từ nhà trường và từ từng lớp học quy định ra, và ban hội cha mẹ học sinh cứ như thế mà làm theo thì Phương nghĩ là nó sẽ tránh được rất là nhiều những cái là lùm xùm bên lề, những cái khoản lùm xùm về thu chi mà chúng ta đã nói giống như trong thời gian vừa qua. Đối với đi học thì có rất nhiều thứ để quan tâm. Việc đại diện cha mẹ học sinh, ban hội nó chỉ là một vấn đề phụ đi kèm trong việc học. Còn quan trọng nhất vẫn là các em học được gì ở trên ghế nhà trường. Tiên học lễ, hậu học văn, có rất nhiều cách để chúng ta học trong cuộc đời mà. Sau đây nếu quý vị quan tâm về vấn đề học và làm cho con tốt hơn như thế nào, hãy cùng giữ kênh VTC9 và tiếp tục theo dõi tiểu mục Làm cha mẹ của chúng tôi.